thì dự án này có thiết kế từ 2 mổ cho đến 3,5 mổ, có diện tích từ 80m cho đến 138m. Nó phù hợp với tất cả đối tượng khách hàng. Và thiết kế ở bên trong của căn hộ thì rất sáng sủa như chúng ta đang nhìn thấy đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Và họ đem chất Ý vào, họ đem sự sáng sủa và thông suốt vào. Thì đây là một điều mà làm cho cái vượng khí nó sẽ dễ dàng đi vào và được lưu trữ ở trong nhà. Như Hữu Tú cũng để ý trên video mà chúng ta đang xem đấy, thì đây là căn hộ có diện tích là 80m. Vâng. Nhưng được thiết kế rất là tối ưu. Vâng. Nó gồm có 2 phòng ngủ, phòng khách và 2 phòng vệ sinh. Ừ. Ngoài ra thì Hữu Tú có thể thấy là cửa sổ và cửa ban công này, cửa lô ra này, nó là kính tràn. Chạm tường. Kính tràn chạm dưới chân đấy. Chạm chân. Đúng rồi. Và chạm để làm sao là tức là ánh sáng này, gió tự nhiên và đưa vào nhà được tối đa nhất. Vâng, chính xác. Và ngoài ra thì ở dự án này cái thiết kế của các căn hộ từ 2 ngủ đến 3 ngủ hay 3,5 ngủ ấy, nó đều có một cái điểm đó là có ban công ở phòng khách và lô ra phòng ngủ. Ngoài ra có những căn hộ đặc biệt, khu vực bếp cũng có lô ra riêng để đẩy cái hút mùi, để đẩy cái mùi khi mà mình nấu nướng ấy. Ừ. Đấy là một cái điểm cộng mà tôi thấy là cũng ít có dự án nào ở trung tâm mà thiết kế được như vậy. Và với một mật độ rất lý tưởng, 12 căn trên một mặt sàn. Sảnh căn hộ rộng 2m. Dạ, rộng 2m. Rộng 2m. Ồ, rất thoải mái luôn. Còn khu vực thang máy thì lên đến 3m rưỡi cơ. 3m rưỡi. Nếu như sau này khi mà điều kiện gia đình cho phép thì với những cái đồ nội thất được nhập khẩu từ Italia thì tôi cũng không cần phải quá tiếc nuối về việc vì Covid mà không đến thăm được nước Ý. Khi mà khách hàng đặt mua và nhận căn hộ thì nội thất bàn giao đã gần như là cơ bản đầy đủ hết rồi. Tôi có thể liệt kê cho Hữu Tú cũng như quý vị khán giả được biết chi tiết hơn. Đó là hệ thống sàn gỗ này, sàn gạch này là có hết rồi này. Trần thạch cao, đèn chiếu sáng đầy đủ hết rồi. Tiếp theo là khu vực thiết bị vệ sinh cũng đầy đủ, vách kính tắm hay là nóng lạnh. Tiếp theo đến khu vực bếp thì đầy đủ, có tủ bếp trên, tủ bếp dưới cũng đầy đủ hết rồi. Là bếp từ hút mùi đều là nhập khẩu từ nước ngoài hết, nhập khẩu châu Âu. Có thể nói rằng nội thất của La Roma là sẽ được bàn giao khi mà chúng ta ký hợp đồng mua bán. Vâng.